con thấy gần như là cô hiểu hết về chú, về tất cả mọi thứ luôn. Vậy chú có cái tật xấu nào cô kể cho con nghe với. Chú thì có cái bệnh là rất là chậm, và rất là cẩn thận. Kỹ quá đúng không? Quá kỹ và cẩn thận. Tất cả những gì mà phải nói là chú làm, mà ai giao bất cứ một cái trách nhiệm cho chú là yên tâm đi, chú làm không bao giờ mà nó sơ sẩy là sơ sót gì hết. Rất là kỹ, từ A tới Á luôn á. Vậy thì một cái người lanh lẹ, nhanh nhẹn thì có bao giờ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình không cô? Cũng không có gì mà mâu thuẫn hết trơn á. Tại vì biết chú là chậm vậy rồi, thành thử ra một á là chú chiều cô, còn hai á là cô chiều chú, cho nó yên nhà lại nước để khỏi mất công giận vợ chồng già nó giận hơn gì nữa. Vậy thì mình nói về hồi trẻ, có bao giờ mà mình gây nhau đến nỗi mà long trời lở đất không? Từ lúc vợ chú tới bây giờ chưa bao giờ có một ngày nào long trời lở đất. Giờ con đã hiểu rồi. Vậy thì cái bí quyết gì để giữ được cái hạnh phúc gia đình như vậy ạ? Nếu mà bí quyết á thì mình có cái bí quyết là mình nhường nhịn. Tức là mình thông cảm và mình phải hiểu cho đối phương. Nếu đối phương đưa ra một cái đề nghị nào đó thì mình cảm thấy không hợp lý, nhưng mà mình cũng tìm cách để giải thích cái điều đó nó không hợp lý ở chỗ nào. Và mình cũng như là nếu mà đối phương quyết định như vậy thì mình cũng tìm cách để hướng về cái quyết định đó cho nó đúng, cho nó có cái điểm chung. Yeah. Chứ không phải chống lại và không làm cái điểm đó. Tất cả mọi thứ là trên cơ sở xây dựng. Trên cơ sở xây dựng và hiểu biết. Vậy thì con hỏi thiệt cô nha, trong mắt của cô chú có phải là một người hoàn hảo không? Nếu mà nói về hoàn hảo thì chú Tâm đối với cô là rất rất ư là hoàn hảo luôn. Đến nỗi mà nhỏ gái lớn bây giờ nó không chịu có gia đình. Hỏi sao con không có gia đình, năm nay con ba mấy tuổi rồi, không lẽ con ở hoài với ba mẹ? Nó mẹ à, làm sao con lập gia đình gặp một người giống như ba. Cái tự nhiên cái mình giật mình. Trời ơi, đó là sự thật. Dạ, có bao giờ cô giận một cái giận hờn nào đó mà nó kéo dài vài ngày không? Không có vài ngày đâu, sáng tới chiều là dữ lắm rồi. Vậy thì khi mà cô giận á, chú làm gì? Cô giận thì chú cũng biết quan tâm. Thí dụ cô thấy cô muốn cần cái giờ vật gì đó, hoặc là cái gì mà không xa tầm tay với của cô thì chú để gần hơn. Ví dụ mà người ta đang giận, thấy người ta hơi mệt mệt, cái đường cho người ta ly nước. Dạ đúng rồi, quậy một ly nước chanh đường hay gì đó. Dạ. Cái lúc đó cô hết giận, có một cái kỷ niệm nào vui về cái chuyện giận đó không cô? Trời, cô chú là nhiều chuyện vui lắm. Rất là nhiều chuyện vui. Để kể cho nghe cái chuyện này nè. Dạ. Có cái tật của cô á là nhiều khi cũng lo xa, nhiều khi tối mình nằm mình suy nghĩ ra nãy kia, rồi cái ngủ không được, cái đói bụng, cái đói bụng, cái nói anh ơi đói bụng, cái chú nói đói bụng hả, thì giờ để chú xuống dưới để mà chú làm đồ ăn. Ba giờ khuya nó thôi đi khỏi đi, bây giờ hồi chiều á em học đổ bánh kẹp nó ngon lắm, bây giờ hai vợ chồng thức dậy đổ bánh kẹp. Cái cô lấy bột, cô lấy khuôn, cái cô nướng xong, cái thành công ăn xong hết trơn là 6 giờ sáng. Cái hai chồng cười vui như là ăn ngon đó. Cái gõ cửa phòng mấy con bên Mỹ mà, con thức dậy cho mẹ lắm. Ăn bánh kẹp. Ăn bánh kẹp với con. Hai chồng nó nhỏ nhỏ cho con cái nó ngủ với. Trời ơi, mà sao tin dữ vậy? Thôi, con mong là cô chú có nhiều sức khỏe để mà có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn và giữ được cái lửa hạnh phúc gia đình. Thì trong cuộc sống sẽ có những cái lần mà cô chú vì thương nhau quá mà chúng ta bỏ qua những cái hiểu lầm mà chúng ta không có dịp nói xin lỗi hay cảm ơn. Thì ngay bây giờ chương trình sẽ có những giây phút giống như một món quà tặng gửi đến cô chú. Chúng ta hãy cùng lắng lại chút xíu để dành cho nhau những lời thật lòng nhất. Hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi.